Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ lắm ơi. Thì video này thì Khải cũng quay lại thôi anh em ơi. Nói chung là ông này ông bán cái dây chuyền, nói chung nói thiệt anh em luôn. Nói thiệt anh em luôn, cái server này dây chuyền của họ nó rất là gọi là ít người xài á, giá nó không được cao mà được là cái thêm dòng làm chậm 20 năm. Nên là mình ưng, mình trả ông này từ 1,5 triệu mà ông không bán nữa. Ông đâu 2,5. 2,5 từ đầu đến cuối. Xong rồi cuối cùng thì nói chung là giờ thôi quyết định hai anh em đồng ý với giá 2 kim. Đó, Khải mới giao dịch gia truyền 2 kim. Chung là gia truyền này thì nó cũng không khác gì máy với gia truyền Khải đang đeo. Anh em xem này, không khác gì máy nè. Nè. Nó cũng không khác gì máy, tại vì gia truyền này chủ yếu là lấy cái thêm với dòng khác tất cả thôi. Còn sinh lực thì lại thua, thua luôn cả 500, nhưng mà không sao. Mang vào 20 thì nó đọc mắc 40 là được rồi nè. Đó. Mà được mình được thêm khác tất cả 8. Admin nó sẽ trâu hơn một tí nè. Đó, anh em thấy không? Khác tất cả 8 admin sẽ trâu hơn một chút. Đó, giao tranh tống kim nó sẽ giảm tỷ lệ mất máu đi nè. Đó, trong thì chơi thì cũng đầu tư cho anh em xem cho vui. Hiện tại bây giờ thì với sơ đồ này thì Khải chọn được 40 quên, sorry anh em, làm chậm được 40, làm chậm được 40 và chọn 60. Đó, rồi thời gian cũng đọc 40. Đó, nèo nãy giờ mà không bán là không bán nữa. Ừ, bây giờ mang tạm thôi, tuy rằng nó giảm bớt sinh lực đi nhưng mà mình nó sẽ trâu hơn tí nè, nó sẽ trâu hơn một chút đó. Còn giờ này hôm qua giờ này mua 300 xu, giờ này sinh lực cao mua 300 xu thôi, vứt thôi. Giờ ba cái đồ này thì vứt thôi, làm gì đâu. Rồi nói chung thì anh em xem thì đừng quên ủng hộ video này, nói chung là ủng hộ dùm Khải anh em một like chia sẻ cho anh em. Nói chung là đầu tư này nọ thì cũng chủ yếu đánh tông kim cho anh em xem thôi, chứ còn cũng đâu có làm gì đâu. Đa số tối lại cứ 21 giờ hàng ngày đánh tống kim anh em xem, like thì 7 giờ tối like rồi, 9 giờ tối đánh anh em. Đó. Thì đó, nó được tính ra mất 80 sinh lực, khá là tiếc nhưng mà không sao. Bù lại cho mình cái lượng kháng tất cả khá là ok, anh em thấy kháng đẹp không? Đó, vào tống kim kháng rất là đẹp thôi. Tạm bây giờ thì nhẫn này, nhẫn hơi cùi nhưng mà lấy dòng sinh lực thôi. Nhẫn hơi cùi. Đai lưng vậy. Đai lưng thì khả có một cái đai lưng đẹp hơn nhưng mà chưa mang nè. Đây. Đó, anh em thấy đai lưng đẹp chưa? Đó, chuyển hóa 6, sinh lực 125, thăng long 13. Rồi đai này mang vào tuyệt vời luôn. Mà tầm này chưa lên đảo nên không có mang được nè. Tầm này phải lên đảo mới thay cái đai lưng này vào được. Đó, thấy chưa? Kẹp với cái giày thì được hiệu ứng 10 chuyển hóa sát thương là nó sẽ trâu hơn nữa nè. Vỏ đan mà bằng được nhiều chuyển hóa thì nó sẽ trâu hơn nè. Chuyển hóa sát thương thành nội lực nó sẽ trâu hơn. Khi mình bị dính đam thì nó sẽ phục hồi mana, nó sẽ trâu bò hơn nè. Rồi anh em xem thì đừng quên cho một like chia sẻ nhé. Nếu có mua gì thêm thì Khải sẽ up cho anh em xem, update cho anh em xem.